Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 52. Chuyện tiểu Janaka. Tiền thân Kula Janaka. Hãy tinh tấn, này ngươi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Ở đây, tất cả các sự việc xảy ra sẽ được nói đến trong tiền thân Maha Janaka số 539. Vua ngồi dưới chiếc lọng trắng, nói lên bài kệ này. Hãy tinh tấn, này ngươi, hiền trí không nhàm chán. Ta thấy khổ vượt qua, từ nước đạt đất liền. Ở đây, vị tỷ kheo thối thất tinh tấn đạt được quả A-la-hán, và vua Janaka là bậc chánh đẳng giác. Ha ha ha, 问什么的说